Xin chào các bạn. Tiếp tục với cái việc hoàn thiện website thì video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kết nối tên miền của web vào trong cái dữ liệu mà các bạn đã làm trong những cái video trước đây. Thì các bạn thấy là chúng ta nếu các bạn muốn mua một cái tên miền để mà thay tên miền mặc định đây thì chúng ta sẽ làm nha. Video trước thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách viết những cái bài, tuy nhiên là mình chưa hướng dẫn cho các bạn cách kết nối những cái bài này vào hệ thống Thanh Menu, bởi vì khi mà các bạn có ý định thay đổi lại cái tên miền như thế này thì khi mà bạn thay đổi tên miền thì nó sẽ thay đổi lại toàn bộ cái hệ thống bên trong. Do vậy mà nếu các bạn có ý định là sẽ dùng một tên miền riêng cho website của mình thì các bạn không nên kết nối cái phần bài viết vào Thanh Menu vội. Tại vì khi mà bạn kết nối vào thì sau này các bạn kết nối cái tên miền thì cái tên miền cũ và tên miền mới nó đã thay đổi. Do vậy mà cái hệ thống menu này sẽ không hoạt động được. Từ đó suy ra là nếu các bạn muốn sử dụng cái tên miền mặc định như thế này thì các bạn có thể bỏ qua cái bài này nha. Còn nếu các bạn muốn có một tên miền mới cho website của mình thì chúng ta sẽ kết nối, sau đó thì chúng ta sẽ viết bài và ráp những cái bài viết này vào hệ thống Thanh Menu. Thì làm sao đưa được cái tên miền để mà thay cái tên miền mặc định của cái web chúng ta, đó là buimiengoc.blogspot.com. Thì ở đây thì các bạn cần phải mua một cái tên miền. Ở đây thì mình dùng cái hệ thống z.com để mua. Ngoài ra thì các bạn cũng thể mua tên miền ở những cái nhà cung cấp khác, ví dụ như là Tenten, ví dụ như là Nemsilo chẳng hạn. Thì mỗi cái nhà cung cấp tên miền thì có cái việc đăng nhập và có thao tác khác nhau. Do vậy mà khi mà các bạn mua tên miền ở chỗ nào thì các bạn cũng có thể nhờ họ để hỗ trợ. Còn cái cách kết nối tên miền thì nó sẽ giống nhau nha. Thì bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm. Thì đầu tiên ở cái website của các bạn đây nha, chúng ta sẽ vào lại cái trang quản trị. Trang quản trị của chúng ta là đây. Và chúng ta sẽ vào lại cái phần cài đặt nha. Các bạn sẽ nhấp phải và chúng ta sẽ mở ra một cái tab mới như thế này. Rồi, trong cái phần cài đặt này thì các bạn sẽ thấy là trong cái phần cơ bản nè, các bạn sẽ nhìn bên phải ở cái mục địa chỉ blog thì nó có một cái mục đó là thiết lập URL của bên thứ ba cho blog của bạn. Có nghĩa là chúng ta sẽ kết nối một tên miền mà chúng ta mua vào cái blog của chúng ta nha. Rồi, các bạn sẽ nhấp vào đây. Đây là cái tên miền. Thì các bạn mua cái tên miền nào thì các bạn sẽ đánh cái tên miền đó vào. Ví dụ ở đây thì mình đã mua cái tên miền là buimiengoc.com thì mình sẽ đánh cái tên miền đó vào nha. Và các bạn nhớ là đánh cuộc quay web chấm cái tên miền của bạn. Đây, các bạn nhớ đánh cho đúng nha. Này, sau đó thì các bạn sẽ nhấn là lưu. Rồi, khi mà các bạn nhấp lưu rồi thì nó sẽ cho chúng ta hai thông số rất là quan trọng ở đây. Đây chính là hai cái hàng này. Thì hai cái hàng này sẽ giúp cho chúng ta có thể chỏ được cái tên miền của mình vào cái website. Rồi, khi mà chúng ta đã có hai cái thông tin này rồi thì chúng ta sẽ vào lại cái nơi mà chúng ta mua tên miền. Ở đây mình mua tên miền ở z.com nha. Và bây giờ mình sẽ vào lại cái nơi để mình kết nối. Thì mình sẽ chọn đúng cái tên miền mà mình muốn kết nối. Rồi, ở đây thì mình sẽ chọn cái tên miền là buimiengoc.com. Đây chính là cái tên miền của mình nè. Mình sẽ bắt đầu đăng nhập vào nó nha. Thì các bạn mua ở đâu thì nó sẽ khác một chút nha các bạn nhé. Đấy, mình sẽ đăng nhập bằng cái ứng dụng là z.com nha. Rồi, sau khi mà các bạn vào đây rồi thì nếu các bạn mua đúng cái nhà cung cấp là z.com thì chúng ta sẽ vào cái mục là DNS nha. Các bạn làm đúng cái thao tác thì nó sẽ ra. Rồi, trong đây là nó sẽ tập hợp những cái tên miền mà mình đã kết nối. Đây là những cái website mà mình đã làm nè, nó cũng khá là nhiều ha, mười mấy cái rồi. Thì các bạn sẽ nhấp vào cái mục là tên miền như thế này và các bạn sẽ đánh cái tên miền rồi buimiengoc.com. Sau đó thì các bạn sẽ nhấp lưu. Rồi, cái bước tiếp theo là chúng ta sẽ chỏ cái tên miền này vào cái website của chúng ta với hai cái thông số mà các bạn đã có ở bên kia. Thì các bạn sẽ nhấp vào đây, xổn ra như thế này và các bạn sẽ nhấp vào cái mục mũi tên này. Các bạn sẽ nhấp vào đây lưu nha. Và sau khi nhấp vào cái mục mũi tên rồi thì chúng ta sẽ thêm một cái trường mới. Các bạn sẽ nhấp vào đây. Rồi, các bạn sẽ thêm bốn cái trường A và hai cái trường CNAME.
bốn cái trường A thì cái thông số như thế nào. Thì ở đây thì mình sẽ copy trên này cho nó nhanh nha. Bốn cái trường A này các bạn thấy nè, đây bốn cái trường B thì nó sẽ lần lượt có cái tên như thế này. Đây các bạn làm theo mình từng bước nha. Rồi ở đây là chúng ta chọn cái trường A thông thường, và ở đây thì các bạn sẽ dán cái thông số này cho mình, đó là 216, 239, 32 và 21. Sau đó thì các bạn nhấn nút lưu. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục thêm ba cái trường A nữa bằng cách là các bạn sẽ nhấp vào cái hình cái bút nha. Sau đó thì chúng ta nhấp vào hình dấu cộng này để thêm, và ở đây thì các bạn lại dán thông số đó vào. Tuy nhiên cái giá trị này thì nó sẽ thay đổi thành 34. Đây 32, 34, 36, 38 nha các bạn, mình sẽ lưu lại. Rồi mình sẽ tiếp tục thêm hai cái trường A nữa, các bạn lại nhấp vào đây nha, nhấp vào dấu cộng và chúng ta lại dán cái thông số vào, và lần này thì chúng ta sửa là 36. Các bạn nhớ làm y theo những cái bước này nha, 216, 239, 32, 21, sau đó thì 34, sau đó là 36 nha, lưu lại. Rồi ở đây nó hỏi thì chúng ta nhấp vào có. Rồi tiếp tục một cái trường A cuối cùng. Rồi các bạn nhấn dấu cộng nè và các bạn dán vào. Và chúng ta thêm là 38, lưu lại. Có. Rồi như vậy là mình vừa thêm bốn cái trường A cho cái tên miền này. Bây giờ thì chúng ta sẽ thêm hai cái trường CNAME nữa. Và thông số của hai cái trường CNAME thì chúng ta sẽ lấy ở bên cái thông tin bên này các bạn nhé. Rồi mình sẽ tiếp tục nè. Ấn vào hình cái bút chì và ấn vào dấu cộng. Ở đây chúng ta sẽ sổ cái này xuống nha, và chúng ta sẽ chọn là cái trường là CNAME. Rồi những cái thông số này thì các bạn lấy ở đâu? Lấy bên này nha, lấy bên này nè. Đây hàng đầu tiên là word quay web, và cột thứ hai là cái cột này. Đây các bạn sẽ sao chép nha. Đây cái cột này thì các bạn đánh cho mình là word quay web, và cái chỗ này thì các bạn dán cái thông số mà các bạn vừa copy vào. Đấy, lưu lại nha, lưu lại. Rồi ok, có. Rồi chúng ta sẽ thêm một cái trường CNAME nữa nha. Thêm một trường CNAME nữa, các bạn sẽ nhấp vào và chọn dấu cộng. Sau đó thì các bạn chọn cái trường CNAME thế này. Rồi hai thông số này thì chúng ta lại quay qua đây nha. Đây nè, các bạn sẽ copy. Đây là cái thông số đầu tiên nha. Các bạn qua đây, các bạn dán vào đây. Và đây là cái thông số thứ hai, các bạn copy. Sau đó các bạn qua lại nha và dán ở đây. Và sau đó thì chúng ta sẽ nhấp vào nút là lưu. Đây khi copy qua thì các bạn thấy là nó có thêm những khoảng trống thì nó sẽ báo lỗi nha, và nó đỏ như thế này. Đây thì các bạn sẽ xóa đi như thế này, đó nó như thế này, nó trắng là nó được hoàn thành nha, thì các bạn mới lưu được nha. Rồi chúng ta sẽ lưu. Có. Rồi như vậy là mình vừa hoàn thành cái việc kết nối cái tên miền mà mình đã mua vào trong cái website của mình. Thì cái việc kết nối này thì nó mất khoảng từ 15 cho đến 30 phút tùy vào cái nhà cung cấp nha. Với z.com này thì khoảng tầm 30 phút. Và nếu các bạn mua ở Nemsilo nha, trước đây mình đã có bài hướng dẫn là mua ở Nemsilo, thì Nemsilo cái việc kết nối rất lâu, có khi nó đến cả ngày cũng chưa xong nha các bạn. Cho vậy mà mình không còn dùng bên Nemsilo nữa nha, nó rất là lâu. Sau khi mà các bạn làm thao tác đó xong rồi thì chúng ta sẽ ấn vào cái nút lưu ở đây nha, nút vào phút lưu. Rồi sau khi nó báo thông báo là các cài đặt được lưu rồi thì chúng ta đã hoàn thành xong. Tuy nhiên chúng ta còn thêm một cái bước nữa, đó là bước chuyển cái đổi nữa. Thì các bạn sẽ sau khi mà các bạn lưu thành công rồi thì nó sẽ có thêm một cái dòng như thế này, đó là website của bạn nè. Đấy, và nó có thêm cái mục chỉnh sửa thì các bạn sẽ nhấp vào đây, và các bạn sẽ nhấp vào cái mục là chuyển hướng. Chuyển hướng nha, có nghĩa là khi người dùng họ nhập cuộc quay web hoặc là không nhập cuộc quay web thì nó đều vào được website của các bạn nha. Do đó mà cái bước này nó rất là quan trọng, các bạn sẽ nhấp vào mục chuyển hướng, sau đó thì các bạn sẽ chọn nút lưu một lần nữa. Rồi như vậy là các bạn vừa hoàn thành cái việc kết nối cái tên miền vào cái website của mình. Thì như mình nói thì nó sẽ mất khoảng từ 15 cho đến 30 phút. Và trong cái giai đoạn này thì các bạn sẽ không thể vào được cái website của mình nữa nha. Nè các bạn thể để ý nè, mình sẽ vào xem web nha. Đây. Thì các bạn nói thấy là nó sẽ thông báo là các bạn không thể truy cập được cái web, tại vì nó không còn là cái địa chỉ là buimiengoc.blogpost.com nữa, mà nó đã kết nối tới cái website mới, cái tên website mới đó là www.buimiengoc.com. Thì cái quá trình kết nối này nó khoảng từ 15 đến 30 phút, do vậy mà các bạn cần phải chờ nha. Chờ 15 đến 30 phút thì cái giai đoạn này chúng ta chỉ chờ thôi.
hoặc là các bạn có thể tranh thủ viết bài cũng được. Tuy nhiên thì nên chờ để cho nó hoàn thiện xong thì chúng ta sẽ hoàn thành tiếp. Do vậy mà mình sẽ đợi cho nó kết nối xong thì mình sẽ có những cái test lại cho các bạn ha. Và sau đó thì video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách link những cái bài viết vào hệ thống Thanh Menu nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ chờ một tí nha các bạn. Rồi, sau khi mà đợi 15-20 phút thì mình sẽ lót lại cho các bạn xem nhé. Thì các bạn thấy là website Bùi Mỹ Ngọc nó đã hoàn thành rồi, các bạn thấy ha. Bây giờ thì website của mình nè, bây giờ mình có thể vào từng cái món thử nhé. Mình sẽ vào cái trang, đây mình sẽ vào thử cái bài viết. Đây, các bạn thấy ha, tên web đã được gắn vào. Rồi, tuyệt vời chưa? Như vậy thì bây giờ mình đã hướng dẫn cho các bạn xong việc gắn cái tên miền vào website. Và bài viết tiếp theo, cái video tiếp theo thì mình sẽ tập trung hướng dẫn cho các bạn hoàn thiện cái hệ thống bài viết và hoàn thiện cái việc liên kết bài viết vào Thanh Menu của bạn nhé. Xin chào các bạn.